trong nước được không ạ? Đấy, bán người đó, được đúng không? Thì sự gắn kết ấy. Đúng rồi. Thôi, và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị chúng ta, cũng như tất cả các đồng chí đại diện cấp ủy các cán bộ phận cũng như chi bộ phường đã đứng lên thôi. Xin mời. Và thưa quý vị, khi mà tiếng tùng hòa vang lên, có nghĩa là chúng tôi mời gọi các vị thân linh hãy về với buôn làng, với như về với tất cả mọi người để mang đến cho tất cả người chúng ta sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc cũng như sự tiến tới trong công việc. Và một lần nữa xin mời quý vị ta đưa hai tay lên và chúng ta đưa hai tay lên, xin mời. Đúng rồi, xin mời. Và sau khi lời cầu vàng kết thúc, xin mời các vị chúng ta hãy thắp sáng ngọn lửa được không? Và xin mời, và chúng ta bắt đầu.
Chúng tôi xin kính mời các vị đại diện chúng ta vừa rồi ạ. Các vị chúng ta đã nhóm nửa hồi nãy là bây giờ mời chương trình đứng đây là những mời các vị đại diện xin mời ạ. Chúng ta thì chắc chắn quý vị cần chúng ta sẽ gắn kết với một sản phẩm khác, đó chính là thiền ngữ. Một đơn vị kiến sản phẩm chúng ta gắn kết với nhau là xin mời. Một, hai, ba, vô. Và bây giờ xin mời các vị đại diện của chúng ta vừa rồi đấy ạ. Và mình nhóm lửa rồi, bây giờ chúng ta đứng lên tiếp tục vẫy phôi ở trong lúc này. Bố với tôi xỉn nha. Cái này không xỉn đâu chú ạ. Cái này làm ăn là phải lửa luôn. Nếu mà chú ở lại khu này đóng cho đến sáng mai thì chú sẽ thương để chúc cho bác mấy là về thôi, không như ngon món ngon ấm ngon ấm. Đúng rồi, chúng ta có nhiều cái sinh nhật lớn này trước này. Xin mời, xin mời các bạn chú chúng ta. Tôi như say tiếng cồng chiêng, say đất đỏ Ba Gian, tôi như say đất trời thánh thang, rồi đêm trăng thức giấc em cao nguyên sang. Để con coi con nó có chạy lên không nha. Đảng ủy 13 xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị trong